Bye. Uh -huh. Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái tiện ích hỗ trợ mới ra mắt trên ứng dụng VNDC. Thì lúc trước khi mà các bạn gặp một số lỗi về các vấn đề như là KIC, xác minh tài khoản hay là nạp rút VNDC hoặc là chúng ta mắc một cái số lỗi ví dụ như là quy đổi mà coi của chúng ta không về hoặc là chúng ta mua bán P2P mà tiền của chúng ta chưa về. Các bạn có thể vào gửi hỗ trợ thì lúc trước chúng ta cần phải nhấn vào một cái đường link hỗ trợ của VNDC sau đó các bạn gửi những cái yêu cầu của các bạn Thì nay nó đã tự động hóa trên cái hệ thống của VNDC Các bạn có thể vào thẳng cái app và chúng ta gửi hỗ trợ Tránh những cái trường hợp scam lừa đảo hỗ trợ các bạn ở bên ngoài Thì để sử dụng cái tính năng này đầu tiên Thì các bạn sẽ lướt xuống ở cái phần dưới cùng của ứng dụng VNDC Thì đây bạn sẽ thấy cái phần đó là tiện ích Thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần đó là hỗ trợ nhé thì để chúng ta tạo một cái yêu cầu hỗ trợ thì bạn sẽ nhấn vào cái dấu cộng ở bên trên góc phải màn hình. Đó, thì đây ở phần phân loại thì bạn gặp vấn đề gì thì bạn sẽ chọn về cái vấn đề đó. Ví dụ bạn bị lỗi mua bán VNDC, lỗi giao dịch on-chain, lỗi quy đổi, rồi là thay đổi thông tin tài khoản, rồi lỗi giao dịch P2P. Hoặc nếu không có những cái mẫu ở đây thì bạn có thể chọn vào đó là cái phần, cái phần vấn đề khác. Đó thì ví dụ rồi tiếp theo cái dòng thứ hai là cái mã giao dịch thì cái này nó không bắt buộc chỉ những cái trường hợp mà các bạn gửi on trên thì các bạn mới cần phải sử dụng cái mã giao dịch này đó nói chung thì cái này nó cũng không bắt buộc tiếp theo là phần tiêu đề tiêu đề ví dụ như bạn lỗi mua bán thì bạn có thể viết là tôi vẫn chưa nhận được tiền chẳng hạn ví dụ nhé. đó thì các bạn có thể ghi kiểu như này đó tiêu đề rồi phần mô tả chi tiết vấn đề thì bạn viết là vào ngày bao nhiêu tôi giao dịch um, bao nhiêu đấy thì các bạn sẽ ghi vào cái phần mô tả vấn đề chi tiết sau đó các bạn có thể tải một cái hình ảnh lên các bạn chụp màn hình ở cái phần mà các bạn đã chuyển đến uh, chuyển vndc mà các bạn vẫn chưa nhận được bitcoin về chẳng hạn đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần hình ảnh này để chúng ta tải lên thì nó sẽ tự động kết nối vào cái bộ sưu tập của chúng ta và chúng ta tải cái ảnh lên thì với cái phần hình ảnh này nó cũng không bắt buộc đâu nhé Đó thì các bạn chụp thì nó sẽ xác minh nhanh hơn và người hỗ trợ họ sẽ hiểu cái vấn đề nhanh hơn Rồi sau đó thì bạn sẽ nhấn vào cái phần đó là tạo ticket sau khi bạn nhấn vào cái phần tạo tích kết thì nó sẽ gửi cho các bạn đó là bạn đã tạo yêu cầu thành công và vấn đề sẽ được tiếp nhận và xử lý trong vòng thời gian tối đa là 72 giờ. Đó thì trong vòng 72 giờ thì cái yêu cầu của các bạn sẽ được tiếp nhận và sẽ có người hỗ trợ các bạn. Thì đây là một cái tính năng khá là hay và nó rất là tiện ích cho những cái người mới, những cái bạn chưa biết phân biệt những cái scam và chưa biết cách để sử dụng một số tính năng trên VNDC thì các bạn có thể tạo ticket để chúng ta được hỗ trợ nhanh nhất. Rồi, thì tuy nhiên thì ở đây sau khi mà các bạn gửi hỗ trợ ấy thì ở phần này nó sẽ lên cái hỗ trợ yêu cầu của các bạn và các bạn sẽ nhấn vào ví dụ lúc nãy mình vừa test mình gửi thử một cái. Đó, các bạn chỉ có những cái gì các bạn nên gửi thì các bạn mới gửi thôi nhá. Còn với những cái vấn đề bình thường mà nó không quá quan trọng thì các bạn đừng gửi vào đây vì nó vì nếu các bạn gửi nhiều spam nhiều thì sẽ bị chặn đấy. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ vào cái phần này. Đó, phần ticket ở đây là cái mã ticket của các bạn, tức là cái mã hỗ trợ để họ xử lý cho chúng ta. Ở đây nhé, ví dụ mình vừa gửi một cái ticket có tên là hoa hồng đối tác rồi Và cái vấn đề là tại sao hoa hồng đối tác không được cộng vào ví Đây là mình gửi test thôi đó Rồi thì có ngày gửi này, phân loại vấn đề này, mã giao dịch này Trạng thái là đang mở này Và người phụ trách hiện tại là chưa có Tức là chưa có người tiếp nhận cái vấn đề của mình Thì lúc nào mà có cái người tiếp nhận vấn đề của mình Thì họ sẽ hiện lên là cái người phụ trách Cái admin hỗ trợ các bạn là ai Và khi mà các bạn hỗ trợ trong cái Phần giao dịch ở, ở trong cái phần hỗ trợ uh, trực tiếp trên cái ứng dụng này thì các bạn uh, yên tâm là 100% đây là những cái admin thực sự của uh, VNDC nhé các bạn không sợ bị scam hay là lừa đảo gì cả đó thì ở đây các bạn có thể chat trực tiếp với những cái người hỗ trợ này thì các bạn có thể nhấn vào đây để các bạn chat và hỏi thêm một số cái thông tin về cái vấn đề của các bạn rồi theo ở cái phần ngoài này thì các bạn có thể thấy ở đây nó phân loại vấn đề cho chúng ta các bạn sẽ vào cái phần trạng thái ở đây nhé đó thì ở đây trạng thái có đang mở tức là những cái mà chúng ta đang mở đang xử lý đó đóng và đã xử lý thì lúc nào nó đang xử lý có người tiếp nhận xử lý thì nó sẽ hiện lên ở cái phần này là đang xử lý và nếu đã xử lý xong thì nó sẽ hiện lên là đã xử lý nhé rồi thì đấy là những cái tính năng trên cái phần yêu cầu hỗ trợ này thì càng ngày VNDC càng làm nó trở nên tự động Ví dụ như hạ VIP, nâng VIP Thì chúng ta hiện nay cũng đã có thể làm tự động Các bạn không cần phải gửi yêu cầu hỗ trợ nữa đó Ngoài ra thì một số vấn đề nạp rút Hoặc là vấn đề liên quan tới giao dịch Thì các bạn mới cần phải gửi cái yêu cầu hỗ trợ thôi nhé Ok và video của mình kết thúc ở đây Nếu bạn thấy video của mình hay và hữu ích Thì đừng quên cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo